ngỡ là khu du lịch của một tập đoàn nổi tiếng nào đó. Nhưng không, đây chỉ là ngôi làng của người Mông ở một huyện nghèo sát biên giới Việt Trung. Ngôi làng được thiết kế đẹp mắt, bố trí không gian hợp lý. Khách du lịch tới đây cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi tôi nhìn qua ảnh, tôi đã cảm thấy rất là ấn tượng bởi từng cái ngôi nhà hay là những cái mái ngói đến cách sơn rồi bố trí cổng vào, khiến mình rất là kiểu hấp dẫn. Và khi đến đây thì các bạn thấy là cảnh và không khí rất là trong lành. Ở đây có hẳn một khu lưu giữ và giới thiệu văn hóa của người bản xứ. Cuộc sống của người Mông xưa và nay được tái hiện sinh động qua những hiện vật trưng bày và lời giới thiệu hấp dẫn của người hướng dẫn địa phương. Tết của người Mông thì có một cái quan niệm là tất cả các vật dụng trong gia đình của người Mông là đều phải được nghỉ ngơi cùng với người dân ăn Tết. Và theo phong tục là người ta sẽ dán mỗi một vật dụng này một cái tờ giấy. Khách du lịch không chỉ tới ngắm rồi đi, họ còn thích thú với những ngôi nhà homestay ở nơi này. Dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao nhưng giá lại không quá đắt. Quan trọng hơn, nó đáp ứng nhu cầu của thượng khách được trải nghiệm đời sống dân dã của người Mông nhưng lại theo chuẩn dịch vụ hiện đại. Đầu tiên là mình muốn đi ở khu Mèo Vạc này, ở khu làng văn hóa này để cả trải nghiệm một chút là ở trong cái nhà Mông như nào. Là mình hiện tại mình đang ở trong một cái căn nhà là nó có cái kiến trúc là nó có khác so với cái gì mình đang ở trong thành phố, thì là giường xung quanh là gỗ này, xong rồi là mái nhà là gỗ này, thì là cái không khí ở đây là rất dễ chịu mà ngủ cũng rất là mát mẻ. Ở đây một con người là mình rất sảng khoái, thậm chí là bỏ đi được cái xô bồ ở thành thị. Làng du lịch cộng đồng hiện có 26 ngôi nhà được chia làm 3 phân khu, bố trí theo những cánh hoa đào, một loại hoa cũng khá nổi tiếng ở Hà Giang. Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc của người Mông và tạo thành một cộng đồng homestay ấn tượng. Homestay là lựa chọn phù hợp của địa phương cho mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng này. Tại đây thì người dân có thể thuê đất để xây dựng homestay theo quy hoạch. Du khách đến đây có thể trải nghiệm được đời sống văn hóa của người bản địa với cách phục vụ hiện đại. Nhiều con em trước đây không biết đến du lịch và cũng không có công ăn việc làm thì nay cũng đã có việc làm, có được đóng bảo hiểm rồi có việc làm ổn định. Nhiều hộ gia đình cũng vươn lên từ cái việc tham gia các cái hoạt động chung với làng thì tôi thấy rất là phấn khởi, và đây cũng là một cái bước khởi sắc về phát triển du lịch cho xã Bả Vi, huyện Mèo Vạc nói riêng cũng như là cái việc phát triển du lịch của Hà Giang nói chung ạ. Từ chỗ chỉ thu hút được 15.000 lượt khách du lịch năm 2019, đến nay lượng khách tới làng Bả Vi đã tăng lên gấp 3 lần. Thu nhập của bà con cũng theo đó tăng lên. Lãnh đạo huyện Mèo Vạc cho biết, đây là một trong 5 mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng thành công ở huyện này. Ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, huyện còn cho xây dựng, kết nối các tour, tuyến du lịch, sản xuất các đặc sản địa phương. Rà soát, xây dựng thêm các cái mô hình mới, hoặc là kêu gọi các cái doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân liên kết với bà con nhân dân ở đây để xây dựng lên các cái làng văn hóa mới nữa, để phục vụ cho khách du lịch và đặc biệt là phát huy được cái bản sắc văn hóa của người dân địa phương ở đây. Mèo Vạc đang từng bước phát huy thế mạnh của địa phương bằng những cách làm sáng tạo. Tương lai đang dần rộng mở với vùng đất sơn thủy hữu tình. Trên là đỉnh Mã Pì Lèng, dưới là dòng nho quế xanh ngắt nền thơ.